Ok, em xin chào tất cả anh em nhá. Rất vui gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Anh em mình thấy anh em thấy mình nó đang đứng ở một cái view rất là đẹp không? Hiện tại thì mình đang đi ra sàn đất màu để cho người ta trồng hoa trong cái cảnh đấy các bác. Đây mình đang làm đường xong mình quay lại ở cái phần đằng sau máy của mình cho anh em xem nhá. Đó. Cái bên này là một cái ao rất là đẹp này. Đấy, người ta nuôi cá, người ta thả ấy luôn. Nuôi cá người ta trồng cây hoa rất là đẹp. Đó, thì cái chỗ này là của mình ấy. Là mình cũng làm đất màu và sau này người ta sẽ trang trí theo như kiểu đấy đấy các bác. Trang trí theo như kiểu là làm một cái đồi nhân tạo ấy, dạng kiểu như thế. Đó thì là nó sẽ lươn xuống. Thì bây giờ lúc nãy mình đã làm ở phía bên trong này rồi. Bây giờ chuyển ra phía ngoài này thì mình tiếp tục làm cái đoạn này tiếp anh em nhá. Chỗ này thì do là cái đoạn ta lui nó cũng khá là dài, khá là rộng. Thế như vậy là mình sẽ làm dần ra đây anh em nhá. Này thì lúc nãy là xe cái đất màu này phải đi mua về các bác nhá, khá là nhiều đất luôn, múc một ít về cái chỗ máy của mình đây, không lát nữa thì mình sẽ lùi lại. Lát nữa mình lùi lại để san cái chỗ này xuống cho nó cân đối. Chỗ này xa quá mình cũng không với được anh em nhá. Bây giờ sẽ đi lại để san cái này xuống cho bắt đầu là mình mới tiến lên tiếp. Đây có cái cành cây thì bỏ nó xuống này. Cái bờ kè đá ở ngoài này thì mình sẽ làm cái mặt bằng cho nó tương đối bằng nhau anh em nhé. Chỗ này thì hiện tại là bây giờ nó đang thấp hơn ngoài kia là mình phải dồn hết cái đất màu này xuống này. Ở đây có một cái tấm bê tông thì mình sẽ cho ra cái bờ kè đá này. Đó, sau này người ta sẽ ấy vào. Người ta sẽ dùng cái viên đá đó để người ta chặn đất. À, cái chỗ đất này là nó chỉ san đến cái chỗ đuôi máy của mình đây thôi. Nó không có san nhiều đâu. Như vậy là mình cũng phải lựa lựa căn để đúng cái cây này thôi. Ok, bây giờ sẽ lùi lại tiếp. Cái đoạn nghiêng nghiêng như thế này nó sẽ rất là dễ tụt xích. Đấy, anh em đi làm mà gặp những trường hợp này thì anh em phải hết sức lưu ý nhá. Đi lùi như thế này ấy, cái xích của mình đi lùi như thế này là nó sẽ dễ tụt xích lắm ấy. Mình thì mình rất là hiểu về cái vấn đề là tụt xích rồi. Đấy. Đi như thế nào nó mắc như thế nào nó tụt. Con máy của mình làm nó cái bệnh nó bị dễ tụt xích hay không, nó như thế nào nó tụt thì mình đều gọi là đã làm qua cái máy thì mình quen máy thì mình có thể là biết được cái cách để mình làm sao cho nó hiệu quả hơn. Còn anh em ví dụ mà làm nhận một con máy mà nó mới mình mới đi làm ấy, thì mình sẽ không thể nào mình biết được cái kiểu của nó đâu. Có những dòng thì các bác có thể là làm cả ngày nó chẳng tụt ở đâu, nhưng mà có những dòng thì chỉ cần không để ý một tí thôi là nó sẽ tụt. Nó sẽ tụt mà mình rất là khó lắp luôn. Nhưng mà đặc điểm cái dòng nào mà càng dễ lắp thì nó lại càng dễ tụt thì nó lại càng dễ lắp. Đó. Cái này thì mình để mình đi vào đã nhá. Đây sang vào đây để đi vào đã. Đấy. Mình làm cho nó cái máy của mình nó bằng một chút thì mình đứng nhá. Chỗ này mình đi lại nó cũng dễ. Đó. Hôm nay là nó nhiều đất quá thì mình không thể nào mình làm được gọn, cho nên bắt buộc mình phải làm thành cái đường như thế này. Lấy cái đất ở cái cạnh gốc cây này ra trước đã. Bởi vì là khi mà đứng gần mà nó thì mình sẽ không múc được. Sàn này cái đường bắt đầu mình mới với được. Vào những cái góc này. Ra đây nó đang xuống dốc rồi đấy. Xuống quá thành xuống quá đấy. Cái đồ này nó cứ lươn như vậy thôi.
mình dễ với đâu. Lúc trước mình làm ở cái đầu kia thì nó hơi xa một tí, mình rất là khó với. Nhưng mà cái chỗ này thì mình làm nó rất là dễ. Đây, mình cứ làm đầu tiên làm ở cái đoạn trên cao trước anh em nhé. Không, cái đoạn ở dưới gần này thì lát nữa mình về mình sẽ sửa sau thôi. Đó. Làm lươn xuống như vậy. Đó, cái chỗ này lát nữa thì mình ra mình sao cũng được, nhưng mà mình đứng vuông như thế này mình làm nó rất là dễ. Đấy. Cái đất màu đang thay đổi nó dính lên trên cái đường. Chỉnh cái gần kỹ thuật cho nó ngoẹo sang cái phía bên tay phải này đi thì nó đỡ mắc vào cái cây xấu này. Đây là cây xấu anh em nhé. Người ta có một hàng xấu ở đây rất là to đẹp. Ok, lùi lại nhá. Vẫn phải đi làm sao để cho nó hạn chế tối đa cái rủi ro tục xích. Nói chung là nó là nỗi ám ảnh của những cái lúc mà mình vội đấy. Vội lắm rồi nhưng mà xích vẫn cứ tụt, rất là đau đầu luôn. Còn nếu mà anh em làm quen rồi ấy, thì nó không đáng ngại đâu. Tục xích nó như cơm mưa thì cảm thấy nó bình thường lắm. Con máy của mình khi mà đi như này mình dây xích ấy, thì là nó rất dễ tụt, nhưng mà đi anh em đi bình thường thì nó không bao giờ nó tụt được. Đi thẳng không tụt nhưng mà đi dây xích là tụt. Anh em cứ hình dung là khi mà mình đi là mình cắt xích ấy, cắt xích mà không nhấc cái đầu lên ấy, là nó tỷ lệ tụt nó rất là cao luôn. Cái chỗ này mình đứng vuông thì mình làm nó rất là dễ này. Ở đây nó có một hòn đá nhá. Cái hòn đá này mình sẽ múc xuống và mình cho nó ra bờ kè đây. Bờ đây để kè đất luôn. Xếp ra ngoài luôn cho họ luôn cũng được. Đó. Cái này để làm nó ra đến cái cây đấy thôi, còn phía ngoài kia không làm anh em nhé. Đã đổ cái đường, tôn cái đường kia là đắp lể quá, nó ra nhiều đá. Ngay bắt đầu bê tông nhé, có mà cái đỉnh nó vốt xuôi rồi. Cho nó ấy thôi.
đây có một gốc chuối này, gốc nó đi luôn. Bởi vì là ở trên kia người ta có một vườn chuối rất là ấy rồi, rất là to mà. Chỉnh lại để làm cái đường này đã, không có tí nữa là không đi được. Đoạn này lúc nãy mình làm mà nó hơi nghiêng. Đấy, lúc nãy là mình thấy là nó hơi nghiêng. Như thế là thành thiếu đất ở đây. Bởi vì lúc trước là không có đất màu vào đây mà. Ở đây nó có mấy cây cỏ là mình sẽ đào mấy cái cây cỏ ở đây. Cây sậy. Để ở đó mai kia người ta nhặt đi. Đó. Tiếp nhá. Gần quá nó không đi. Cho nó ra xa một chút. Đó. Sàn cái này để cho nó cân đối và đẹp, bản đẹp. Cái này thì thiếu đất là chắc rồi, bởi vì lúc trước ở bên trong này còn bổ sung thêm bao nhiêu đất, nhưng mà bây giờ thì
ngoài này là không có tí đất nào. Đây, mình sẽ quay lại đây để mình cào những cái này xuống này. Đây mình sẽ san giật lùi đấy, san giật lùi. Đây có cái gốc cây gì này, cào nó lên. Cào cả bên này để lát nữa mình rút máy là mình sẽ san trả lại, nó còn có đất để mình làm ấy. Không là không có đất ở đây rồi, tụ cào cho thấp rất nguy hiểm. Thì anh em sẽ thấy được cái cái kết quả của nó. Ok, này và hạ cái ben xuống. Hạ cái ben xuống thì nó sẽ gọi là cao hơn một chút, làm nó sẽ dễ hơn. Chỗ này ở đầu này ra nó có một cái cống này. Cống này thì là hạn chế moi vào sâu thôi. Đó. Bây giờ sẽ dùng cái đất này để mình san gạt ở phía dưới này. Đây nó có một ít cỏ này, cỏ này khả năng là mình nghĩ là sẽ cho nó xuống dưới vực kia. Nó sạch sẽ cái chỗ này đi, đừng nó lại mang một ít cỏ vào đây, trông nó xấu. Chút để lấy đất xuống đó. Này không moi đất ở đây được. Đấy, cho cái này nó lấy bên kia đi. Nó bằng bằng này. Này mình nghĩ là thiếu đất rồi. Mai kia người ta phải chở thêm đất về đây. Đó là không đủ đất rồi.
chống nó lên. Con kiến nó, con kiến mò vào người. Đứng như này nó hơi bị vênh. Đó, đứng như này nó đỡ vênh hơn. Con này ngoài này nó đang cao ra một chút này. Hót bớt đi. Lùi lại tiếp nhá. Bây giờ đã lên đến được mấy tông rồi. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục cào tiếp. Cái bên ngoài này nó đang cao này, cao hơn thì cho nó kéo bớt vào phía bên trong. Bây giờ mình san là nữa là ok này. Đó, ok nhá các bác nhá. Đấy, coi như mình đã làm hoàn thiện từ dưới kia lên đến đây. Đó, thôi mình xin kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Video này nó cũng khá là dài rồi. Đó. Ok, thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ cào qua mấy cái vẹt ở trên miệng này đi đã. Đấy. Cho nó gọi là cân đối, mắt nhìn được đã. Ok, thôi chào mọi người nhá.